Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. U22 Việt Nam và U22 Lào, thách thức đầu tiên. Sau khoảng gần 2 tháng chuẩn bị, U22 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32. Đối thủ đầu tiên của thầy chó huấn luyện viên Philippe Chuje sẽ là U22 Lào. Ở 5 lần đối đầu gần nhất trong quá khứ, U22 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội với 5 chiến thắng tuyệt đối. Tại SEA Games 30 trên đất Philippines, U22 Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bang Sor đã giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-1. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại bóng đá Đông Nam Á đã có những thay đổi đáng kể. U22 Lào dù không được đánh giá cao ở những giải đấu họ tham dự. Tuy nhiên, tại SEA Games 32, đội bóng này lại có sự đầu tư khá kỹ lưỡng. Trong đội hình của đất nước xứ sở triệu voi, có hai cầu thủ gốc Việt là Na Long Sit và Đà Mốt. Ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra năm ngoái, cũng trên đất Campuchia, U22 Lào đã tạo nên địa chấn khi đánh bại Malaysia ở cả hai lượt trận để giành vé vào bán kết. Trong khi đó, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuje lại chưa thể tạo ra sự yên tâm đáng kể. Huỳnh Công Đến và các đồng đội đã trải qua tới 5 trận toàn thua chỉ trong vòng 2 tháng. Ở hai trận đấu giao hữu trước thềm SEA Games 32, những chiến binh sao vàng lần lượt để thua trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, những trận đấu giao hữu vẫn chưa thể nói lên được điều gì. Trên thực tế, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Lào và người hâm mộ hoàn toàn có thể nghĩ đến một sự khởi đầu thuận lợi. Thắng giòn giã, U22 Campuchia gửi lời tuyên chiến đầy sức nặng đến U22 Việt Nam và Thái Lan. Với chiến thắng dễ dàng trước Timor Leste, U22 Campuchia mở ra cơ hội tiến vào bán kết, gián tiếp gửi chiến thư tới những ứng cử viên đi tiếp vào bảng B như U22 Việt Nam hay Thái Lan. Còn nhớ hồi năm ngoái, lứa U22 Campuchia từng ôm hận trước Timor Leste với thất bại 0-1 và bị loại ngay trên sân nhà ở giải U23 Đông Nam Á. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi hai đội tái ngộ nhau ở trận mở màn vòng bảng tại SEA Games 32, khi đội bóng xứ Angkor vẫn nắm lợi thế sân nhà và đang khát khao chinh phục danh hiệu hơn bao giờ hết. Với lợi thế sân nhà, U22 Campuchia chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, đội chủ nhà đã khiến đối thủ phải một phen hú vía. Ngay trong pha hãm thành đầu tiên, cầu thủ Lim Bisot bên phía Campuchia đã có cơ hội vô cùng thuận lợi để có bàn mở tỷ số. Sau đáng tiếc là ở tư thế thuận lợi, cầu thủ này tung ra cú dứt điểm đi chạch cổ dọc trong màn tắc. Khoảng nửa đầu của hiệp 1, Campuchia gặp nhiều khó khăn để tìm đường vào khung thành Timor Leste. Dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng những miếng đánh của đội chủ nhà vẫn tỏ ra đơn điệu, không đủ sức đột biến và tốc độ để phá vỡ hệ thống phòng ngự nhiều lớp của Timor Leste. Trong khi đó, hai cánh của Campuchia vẫn có một tình huống bộc lộ sơ hở với việc để mất bóng tạo điều kiện cho Timor Leste tổ chức phản công. Khi mà các pha phối hợp tỏ ra bế tắc, những tình huống cố định được coi là phương án mang lại nhiều hy vọng cho U22 Campuchia. Quả nhiên, đội bóng của huấn luyện viên KCK Honda đã tạo ra hiệu quả như một tình huống đá phạt trực tiếp ở phút 40 của trận đấu. Từ chấm đá phạt ở cự ly khoảng 25m hơi chếch về phía trái, các cầu thủ Campuchia thay vì treo bóng bổng đã thực hiện pha phối hợp bóng sệt và cầu thủ Chu Xuân Ti đã tận dụng tốt cơ hội để tung cú sút can trong vòng cấm, đưa bóng chạm một hậu vệ áo trắng đổi hướng rồi găm thẳng vào lưới của Timor Leste. Việc có bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ Campuchia trở nên hưng phấn. Đội chủ nhà tiếp tục dồn lên tấn công và đến thời điểm cuối mùa giải của hiệp 1, đội chủ nhà tiếp tục được hưởng niềm vui sau một tình huống tỏa sáng cá nhân của Chu Xuân Ti. Cầu thủ số 5 của Campuchia có pha đi bóng sộc thẳng vào vòng cấm đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc để lập cú đúp, đồng thời nhân đôi cách biệt cho Campuchia. Việc có hai bàn làm vốn giúp Campuchia dễ đá hơn rất nhiều trong hiệp 2. Đội chủ nhà thi đấu ung dung, giảm nhiệt độ trận đấu, trong khi Timor Leste nỗ lực vùng lên tấn công tạo một tình huống dứt điểm song không hiệu quả. Giữa hiệp 2, huấn luyện viên KCK Honda rút ra một số trụ cột ra nghỉ, nhưng Campuchia vẫn duy trì được thế trận chủ động. Phút 74, Campuchia tiếp tục trừng phạt Timor Leste bằng một tình huống phản công và cầu thủ ba sân thay người Rotana đã lạnh lùng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà. Chỉ khoảng 7 phút sau đó, đội chủ nhà có bàn thắng thứ tư, lại là Rotana với thể lực sung mãn đã đi bóng dũng mãnh trước khi có đường chuyền dọn cỗ cho Lim Bisot nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số, khép lại chiến thắng tưng bừng cho Campuchia. Với chiến thắng thuyết phục, U22 Campuchia vượt qua Indonesia để tạm xếp đầu bảng A sau lượt trận đấu đầu tiên. Màn trình diễn ấn tượng cho thấy U22 Campuchia đang thênh thang cơ hội tiến vào bán kết, trở thành đối thủ tiềm tàng, sẵn sàng thách thức những ứng cử viên đi tiếp ở bảng B như U22 Việt Nam hay Thái Lan. U22 Việt Nam bị cổ động viên nhà tấn công trước thềm SEA Games 32. U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games với trận đấu mở màn gặp Lào. Thế nhưng thay vì những lời chúc, một bộ phận cổ động viên Việt Nam lại ném vào thầy chó huấn luyện viên Chuje những lời cay nghiệt. Họ chắc chắn không phải là những người đồng hành mà bóng đá Việt Nam cần. SEA Games 32 là thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Chuje sau khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23. Chiến lược gia người Pháp muốn tăng cường khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ, đồng nghĩa với việc yêu cầu của ông rất cao. Và U22 Việt Nam với những cái tên còn rất trẻ đã bộc lộ nhiều hạn chế trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu trên đất Campuchia. Những thay đổi thử nghiệm của huấn luyện viên Chuje chưa mang lại hiệu quả về mặt tỷ số. Chúng ta để thua cả 3 trận đấu tại giải giao hữu Doha Cup mà không ghi được bàn nào. Tiếp tục để thua 2 trận đấu giao hữu trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Những kết quả này đã trở thành lý do để một bộ phận cổ động viên Việt Nam chỉ trích cay nghiệt các cầu thủ và ban huấn luyện. Họ đòi sa thải huấn luyện viên Chuje dù ông mới chỉ nhậm chức không lâu.
Họ so sánh với huấn luyện viên Bang Hang-seo, nhà cầm quân thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, với thế hệ vàng. Thay vì những lời chúc, họ trù uống các cầu thủ trẻ sớm bị loại với những lời lẽ dành cho kẻ thù. Tâm lý chỉ muốn bóng đá chiến thắng cùng hiểu biết hạn hẹp khiến họ mất lý trí, thỏa sức nấp đằng sau bàn phím tấn công các cầu thủ trẻ. Rất tiếc, số lượng những cổ động viên này rất đông đảo trên mạng xã hội. Người viết hy vọng các cầu thủ chưa đọc những lời bình luận này trong thời gian chuẩn bị giải đấu, bởi lẽ người ngoài cuộc cũng phải nổi gai ốc với những ngôn từ của những cổ động viên kể trên. Ngay cả trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Chu Dê cũng bị những người không có chuyên môn chỉ trích vì phong cách làm việc không giống trợ lý cũ của ông thầy người Hàn Quốc. Thêm một nghịch lý chính là thái độ cười nhổ cổ động viên bóng đá Việt Nam khi nhắc đến SEA Games 32. Một mặt họ ra sức bỉ bôi đây là giải ao làng và bóng đá Việt Nam không cần quan tâm đến kết quả, nhưng cũng chính họ xem huy chương vàng SEA Games như một điều bắt buộc phải có trong giai đoạn chuyển giao như hiện nay. Việc dừng bước ở vòng bảng theo họ là thảm họa không thể chấp nhận được. Người ta có thể mặc kệ những quan điểm này, chó cứ sủa và đòn người cứ đi, nhưng chúng ta vẫn cứ phải lên án vì những lời bình luận vô văn hóa và có thể làm tổn thương đến các cầu thủ và gia đình họ. Nghề nghiệp chính của họ là đá bóng và không dễ dàng đối mặt với những chỉ trích như giới showbiz. Với U22 Việt Nam, nhiều bạn còn rất trẻ và cần sự động viên chứ không phải là chủ dập từ những người cùng màu da, sắc áo. Huấn luyện viên Chu Dê cảm nhận được nhiều áp lực trong lần đầu tiên dự SEA Games. Chúng tôi có áp lực về mục tiêu ở SEA Games. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. U22 Việt Nam có áp lực phải chơi thứ bóng đá đẹp. Tôi hy vọng rằng những áp lực sẽ giúp các cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất. Ông Chu Dê đã nói như vậy khi vừa đến Campuchia. U22 Việt Nam hiện tại không được đánh giá cao như lứa đàn anh. Họ cũng không có nhiều cơ hội chinh chiến tại V-League để tích lũy kinh nghiệm như các cầu thủ dưới thời của ông Bang. Họ phải tiếp cận với một lối chơi hiện đại và những yêu cầu khắt khe ngay từ kỹ thuật cơ bản như cách mở người khi nhận bóng để tối ưu hóa lựa chọn chuyền bóng. Muốn phát triển, bóng đá Việt Nam không thể cứ mãi chơi bóng theo thế cửa dưới, phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Chúng ta không thể mơ tiến xa ở châu Á nếu không có một thế hệ cầu thủ có thể chơi đa dạng chiến thuật. Cái gì mới cũng khó và cần thời gian để thẩm thấu. Nếu theo dõi kỹ ở Doha Cup, U22 Việt Nam đã bắt đầu hình thành những ý niệm về gây áp lực tầm cao, di chuyển hoán đổi vị trí để phục vụ chiến thuật. Huấn luyện viên Chu Dê muốn các cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn và bình tĩnh hơn với các lựa chọn khi có bóng trong chân. Như đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022, một vài cầu thủ bình tĩnh khi cầm bóng như Theraton cũng đã khiến lối chơi của họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói về để thấy, những trực trặc hiện tại là cần thiết để mở ra con đường mới cho bóng đá Việt Nam, để những mục tiêu như World Cup không chỉ là lời nói suông. Với huấn luyện viên Chu Dê, ông cũng có áp lực chứng tỏ bản thân dù đã trải qua rất nhiều nền bóng đá, từng dẫn dắt đội tuyển ở đẳng cấp World Cup. Không ai muốn đứng dưới cái bóng của người tiền nhiệm. Và với lòng tự trọng của một người làm nghề, nhà cầm quân người Pháp cũng muốn để lại dấu ấn với bóng đá Việt Nam. U22 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và vì khao khát muốn chứng tỏ bản thân của những người trẻ sống dưới sự nghi ngờ. Bóng đá không thể nói trước được điều gì, huy chương vàng chỉ có một và đội nào thì cũng muốn có. Nhưng tin chắc, U22 Việt Nam sẽ không phụ lòng những người hâm mộ chân chính và mong các cầu thủ trẻ sẽ giữ được niềm vui chân phương khi được chơi bóng ở SEA Games, giải đấu mà các em đã biết và nghe quá nhiều trên quá trình trưởng thành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!